thương, trao nhau tin yêu ngọt ngào. Sao đôi ta cứ hoài ngập ngừng khi đôi tim dùng tiếng yêu thương. Đừng ngại chi vì từ bấy lâu lòng thầm mơ được sánh đôi. Dẫu có nắng hay mưa mai sau dòng đời cuốn xoay, lắm lúc đôi ta giận hờn mang bao lỗi lầm. Dù mai sau mình ra nua thì tình anh vẫn mãi mãi không đổi rời. Sẽ mãi chỉ che cho em một đời về sau, mãi vẫn tin cho em một bờ vai ấm êm. Khi em yêu lòng, khi em mỏi mệt, anh vẫn mãi mãi không đổi rời. Vẫn mong cho hai ta hoài có nhau, dù
nắm lấy tay anh đi, mình sánh đôi. Đèo cao hay biển khơi, sóng gió vẫn thế thôi. Anh sẽ đi bên em đến trọn đời. Giây phút đầu là tim anh yêu em, khi vừa thấy em anh đã thề với bản thân mình anh sẽ yêu thương em, yêu thật chân tình. Em ấm lòng khi anh đến gần, cầm tay em trao cho em lời nói yêu em, mỉm cười cảm ơn ông trời đã cho em một tình yêu rất tuyệt vời. Sống cho mãi sau thế giới ra làm sao, vẫn mong cho hai ta hoài có nhau. Dù đi đâu về đâu vẫn có một ước ao, chúng ta sẽ yêu nhau đến bạc đầu. Sẽ yêu thương em chỉ có em mà thôi, nắm lấy tay anh đi mình sánh đôi. Đèo cao hay biển khơi, sóng gió vẫn thế thôi. Anh sẽ đi bên em đến trọn đời. Sống cho mai sau thế giới ra làm sao, vẫn mong cho hai ta hoài có nhau. Dù đi đâu về đâu vẫn có một ước ao, chúng ta sẽ yêu nhau đến bạc đầu. Sẽ yêu thương em chỉ có em mà thôi, nắm lấy tay anh đi mình sánh đôi. Đèo cao hay biển khơi, sóng gió vẫn thế thôi. Anh sẽ đi bên em đến trọn đời. Đèo cao hay biển khơi, sóng gió vẫn thế thôi. Anh sẽ đi bên em đến trọn đời. Cái đùng anh nghe hai tay lùng bùng, nghi là trúng thiết xác ái tình mà thiệt trúng tùm lum. Nhà anh không có dầu, anh đi xe lèo tèo, em không chở anh bèo, vậy thì ngồi lên xe anh đèo. Đi trên đường băng qua phố phường nhiều vấn vương, đi qua một mùa dài yêu thương. Này anh hát câu yên bình. Mùa xuân hoa nở lung linh đồng xinh, cây đàn trên tay anh đấy, anh đang lên tình ca mới viết tặng em tình yêu nhỏ bé la 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 la.
cây đàn trên tay anh đấy. Anh đàn lên tình cảm mới viết tặng em tình yêu nhỏ bé. La 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 la. Kiss you, love you, love you, aha. Kiss you, love you, love you, aha. Kiss you, love you, love you. Cho nhau ngoài môi hôn là vòng tay yêu thương ôm mãi không rời, từng phút sẽ tuyệt vời. Yêu là ngày em bên anh không chút yêu phiền, từng buồn lo trôi qua ngày bình yên. Nồng nàn ta trao nhau giây phút tuyệt vời, nguyện thề luôn bên nhau mãi, dù thời gian trôi qua. Thì do thông tục hai nơi, do vậy đó thì cái phần tình lễ
thì ở đây đó chắc tôi trình tình lễ phía bên phong tục nhà trai. Ở đây nếu có thiếu sót gì đó thì cũng nhờ ông đại diện nhà gái đóng góp cho buổi lễ thành công tốt đẹp. Thì tiếp theo cái phần lễ thứ nhất lễ nhập gia rồi, tiếp theo là lễ thứ hai là lễ khai quà. Lễ khai quà là để về để mâm bàn cổ vật từ bên trai qua nhà gái, có tất cả là 6 ngăn bánh rượu là trái cây. Rồi chắc mà như chào ông bà cô bác hôm nay hai cháu xá hai xá. Rồi thì tiếp theo đó thì ông đại diện bên nhà gái thì ở đây tôi cũng chấp hành vậy, nhưng mà giờ các chị tặng luôn vừa đôi bông đồ nữ trang là tặng ba chồng vàng cho tặng luôn đó, giờ chị trình ra đây là tiếp theo đó là cái phần tặng đồ nữ trang cho cô dâu, thì đây là lấy cái giấy là cái chèn vừa mặt vừa dây đó là tổng cộng là 5 chỉ, rồi cái xuống là cái lắc tay đó thì như vậy là 3 chỉ, và cái đôi nhẫn á thì như vậy là một đôi đó là bằng 1 chỉ, là bằng mà tất cả mấy cái món kia đó là bằng vàng 24, chỉ có là đôi nhẫn cưới á thì như vậy là vàng 18.
Rồi chắc vậy tình chất đầu tiên á, giờ trao đôi bông cho cô dâu. Thì bây giờ chắc chú rể là đôi. Vô đó là tặng quà cho cô dâu chú rể, thì mời ông đại diện nhà gái cũng khuyên cho mời bên nhà gái giới thiệu ông bà bên nhà gái trước đi. Hai chung nhau chưa dịu dịu lại chuyện nha. Nè hai đứa nhìn đây nhìn anh nè. Ok vậy nha, hai ba được người chung môi nha. Rồi đây cho cô dâu này chị đi cũng lại. Rồi nè, cô dâu chú rể như thế nào? Đâu cười cho nó nha, ok. Hai... Nhớ cao lên. Rồi, dạy mình dẫn đi không? Rồi, nhìn thế nào, hát đầu nhìn thế nào, nè, nè. Mấy chị mình nè, Nhi ơi. Thư ơi, mấy chị mình là Đông Thư ơi. Cô ba chứ. Nè, hai, ba. Rồi tới mặt cô này đi. Hai đứa đứng gần cho em. Ừ. Để làm hả nè. Rồi hai cô ơi, nhắn nói cho mấy chị mình con nè, hai cô ơi. Nè Nhi ơi, Thư ơi, Tân Thư ơi, Thư ơi. Làm thì hơi lâu quá, lâu chắc cũng hơi mệt, chắc cũng phải thông cảm đi. Có thể mình mệt. Đi đâu lâu lâu lâu. Đến rồi, từ nữ, dễ ơn, dễ tiền lắm. Rồi mời tiếp đi, mời. Chung. Ờ, Chung, ừ, Chung thì nhậm nhẹ như cái đi à. Rồi, hai, ba. Rồi. Rồi uống luôn miếng không? Hai người nó cũng cái chung rồi các ơi. Đừng qua gì hai. Rồi rồi chưa chú bây giờ như đâu như thưa đứng gần vô thưa nhìn lên chút nè. Dạ. Sáng rồi thưa. Rồi cho thấy chiếc nhẫn luôn nè Út ơi. Rồi nhìn như đây nhìn nè. Rồi nè cố ơi đặt mặt này cố. Máy của mình là nè. Nhìn lên nha. 2, 3. Rồi đứng gần vô, đứng gần vô, đứng gần sát. Rồi ở ngoài, tự tư ngoài vậy cũng được.
Rồi dính chụp anh luôn. Rồi cháu Út ơi, cứ vui vẻ. Út ơi, nhìn cái máy đó, Út ơi. Rồi đứng gần vô luôn, con. Đứng gần sát vô. Rồi nhặt. Nhặt vô. Cái ly rồi đó, ông đâu lấy thôi. Chung, phải lấy chung. Nhà 2, 3, rồi xong. Rồi, chắc bây giờ mà xe qua đây nhất. Bố vụ cho chú để chấm nó dùm cho bà mẹ con dâu chút. Bà có đó sao? Để tôi có nói rồi anh. Rồi sao cuối cùng bằng xui á. Để sao là tôi cũng giới thiệu luôn. Rồi sao là coi như lễ này. Rồi tiếp theo hai con. Rồi, bác xui nhìn đây nhìn con là bác xui nghe. Rồi vậy nha. Rồi đúng rồi, nhìn nhau bác xui. Chắc đây chắc mời là con hai con mời. Bây giờ con xu dâu á. Còn con thì rồi những cái gỗ nhanh như ngoài đúng không ạ? Rồi mời hai bác xui nhanh đi con nè 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 nè. Nhi ơi, Thư ơi. Máy anh nè, 2, 3 nè. Rồi nói máy con nè. Rồi, 2, 3. Rồi uống luôn ạ, uống luôn mà tôi ơi. Rồi tiếp theo rót cho rượu thêm bây giờ mời. Khi Phật hỏi dạy tôi xin có phần này chút xíu nha. Giờ làm xui bệnh tôi đã mắc. Thành ra tôi uống chung hai chung gia một ly rượu luôn. Thành ra hai chung gia. Rồi chưa. Hai. Thư ơi, đi xích lên chút Thư. Rồi nhận ly rượu, nhìn cái máy chụp hình con nè cô. Rồi chú Thư ngồi ngay ngay liền coi chú Thư ơi. Rồi nàng nói mình ăn ha. Rồi hai, ba. Rồi cái xích dầu vô dầu chụp hình luôn coi đi xích dầu cái xích dầu cái xíu nữa chụp hình rồi nhìn đi giùm con nè rồi chú rể ơi Nhi ơi thưa nhìn đây Thư ơi rồi nói ra đây chú là gì ơi chị ơi đứng gần như cô dâu giùm em đứng gần như cái người xích dầu rồi rồi vậy được đó rồi nói đây nè máy nè rồi hai em ơi rồi hai ba nè máy chụp hình anh này nghe mới đẹp này nghe rồi đi gần vô nghe nè máy nè nè Nhi ơi cảm ơn Thư ơi Thư rồi vậy nha hai ba à, cô đi gần vô luôn chỉnh phần quà nó chỉnh phần quà lại nha rồi nhìn ra ngoài luôn nhìn ra ngoài luôn đi xích gần nhìn xích nhìn đi xích rồi nè máy nè cô đứng gần trong Thư xíu cô dạ rồi uống miếng rượu tượng trưng luôn cô rồi máy nè xin chào nè rồi nè Thư ơi anh vừa nè rồi hai rồi chắc giờ tiếp theo còn phấn một cái lễ sau cùng thì tiếp theo đó thì hôm nay có những cái hôm này đó thì bên đàn gái đó cũng cho phép cho bên nhà trai gọi là bằng xui được chưa vậy chắc hỏi ý kiến rồi vậy cũng cảm ơn tức là coi như là chị bên nhà gái đó coi như đồng ý gọi là xui là mình xui gọi là chị xui em rồi hai con gọi hai bên được gọi là rể và cô dâu nha. Rồi chắc mời hai chị Thua đứng bắt tay người đồng ý này. Rồi xin cho một tràng tay đúng không ạ? Rồi tiếp theo cái phần sau cùng nữa đó là cái phần cần hai người gái. Tôi thì như ông chú của cô dâu thì tôi thay mặt gia đình đó có một cái đôi lời cảm tưởng. Tức là bữa nay có cái ngày 20 tháng 7 tức là cái lễ đính hôn của là được thông qua với hai gia đình thì được bên gia đình của anh Thư chấp nhận cái lễ cầu hôn của Di thì ngày nay đó tổ chức hết sức một cái là long trọng đã được cô bác đến dự chung vui gia đình thì cái đó danh dự của gia đình. Cái thứ hai đối với trang lứa tuổi của anh Thư thì cái này cũng hãnh diện với cái bạn gái hai đứa Di và
Dạ anh Thư đó, bữa nay coi như cái lễ này được có bà nội và cô bác hai bên được kính đó. Thì hai cháu đó coi như vợ chồng chính thức thì được cái này hết sức là vui vẻ. Thì bên cháu cung đó nhận Di là chàng rể, bên chú Diễm Tư đó nhận đó là anh Thư đó là vô hiền. Thì bữa nay đã cho phép hai cháu tiếp xúc với ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại và ba mẹ hai bên cho hai cháu tiếp xúc cho nó có một cái chu đáo. Cái thứ hai nữa đó thì ông chú đó có dặn dò với hai cháu như thế này, nhiều cái chuyện thương ghét nó có khác nhau đó. Thì ngày nay đó cái lễ đính hôn hai cháu, vợ chồng hai cháu chính thức rồi, bà nội chứng kiến, cô bác chứng kiến thì phải cái lập trường về tư tưởng không bị động ngoài xã hội, không so sánh tiền tài danh vọng, cứ giữ cái hạnh phúc này đi tới 100 năm đó là hai gia đình mong muốn và cô bác mà chứng kiến đang mong muốn, phải không đại diện? Ông chú là dặn dò hai cháu cố gắng về cái tinh thần nó cho vững vàng hết, bởi vì cái thương ghét lẫn lộn nhau, bên đây nói gì bên kia nói khác, rồi bị động nó cái nó mất vui vẻ, hay không là vậy? Thì cái này nó phải vững vàng, hai bên gia đình mong muốn cái hạnh phúc này là trăm năm của hai cháu. Thì sau khi dứt lời đó xin chúc cho Di và anh Thư trăm năm hạnh phúc và chúc cho quý tộc hai họ nhà trai nhà gái vạn sự bình an và gia đình hạnh phúc. Xin cảm ơn. Ông chú ơi, nhảy đi ông chú. Cháu đứng xích vô gần xíu chú. Rồi, hai. Chưa, hai ông nhảy đi gần, nhảy đi giùm con cái chứ. Rồi cũng ly thêm bối nữa dạ. Rồi, cũng ly giùm con. Cho ghế nhìn đây nè, hai, ba. Rồi, hai ông đại diện cho con xin cái bắt tay luôn. Đó rồi. Làm cái gì luôn. Rồi bây giờ chắc là đang lên tên luôn nha. Rồi tiếp một. 1, 2, 3. Nhà hai bên nhìn xuống con cầu vậy, hai bên nhìn xuống đúng rồi. Rồi phía sau chắc cho mượn hai cái gì. Rồi nghiêng ra em ơi. Rồi hai cái cầu dây vô. Cầu dây vô. Đúng rồi vậy nha. Rồi trái mẹ để đại cho mẹ ơi. Vâng con có rồi. Rồi cháu để cho chị đó. Rồi cháu Di đó mẹ hai quả cao. Hai đôi. Bốn trái á, hai đôi là bốn lá sắp vô. Bốn lá. Thôi chào cậu cao để chung với con phải. Một con dĩa hả? Con dĩa. Con để xảy ra. Chưa chưa cao nữa, cao. Bốn cái cao hai đôi á. Mạnh dạn lại em. Rồi hai đứa khiêng cho ba này, hai đứa khiêng. Rồi chúng đối diện lại, hai đứa nhìn nhau. Rồi hai cháu khiêng để lên bàn thờ luôn mà sao để lên nè. Thôi dẫn dự kế rồi. Rồi chào người ngồi ẩm ẩm. Các bánh kem mà nó ngoài lễ. Kính thưa hôn gia, tôi chọn ngày 11 tháng 8 năm Canh Tý năm 2020 kính lễ rước dâu thở chấn định vào ngày này em ơi. Định ngày. Vào giờ thìn kính lễ đăng chúc tư đường chi sự ngày giờ trên đây đặng bắc tương ngọ đường huỳnh đạo là đại kiếp ngày trên bản hôn gia nhiệm dụng tôi rất hân hạnh và đa tạ thưa gia đàn trai
kính mà là kính trình lên nhà gái. À, chỉ nội dung vậy thì ngày trong đó thì để chắc bà không cũng nắm hen thì ở hai bên này cái phần trình lễ là vậy, nhưng thí dụ như thua gia hai bên có thể là thảo luận nhau. Thí dụ ngày lễ đó là rất là quan trọng, nhưng mà có trùng dịp gì thua gia là có thay đổi gì không, hay là đồng ý theo cái ngày không, đó là vậy. Hai quyển khác nhau, nhưng mà ở đây đó để sau này chắc đưa ra để mình thảo luận luôn là vấn đề đó. Cái thứ nhất là vấn đề phương tiện để cái ngày đưa dâu đó, thì thí dụ như ở đây chắc bên nào lo, thí dụ bên trai lo hoặc là bên gái lo, đó là cũng đưa ra mình thảo luận luôn, đó là vậy. Rồi cái quan cảnh đó như thế nào để muốn vậy, có tấm lòng, tóm lại là thương cháu thì để đưa cháu đi bển cũng cho biết luôn, chắc cũng cho phép tôi phần trình lễ ngày hôm nay. Tóm lại nhìn đến nhìn lui đó thì thấy cái vấn đề coi là bên nhà gái đó cũng đón tiếp bên đàn trai rất nồng hậu và chu đáo, thì tạo điều kiện cho bên đàn trai phần trình lễ coi như tốt đẹp. Cuối lời thì cũng chân thành cảm ơn quý gia đình nhà gái, quý thân tộc nhà gái được dồi dào sức khỏe và vạn sự như ý. Rồi cuộc trình lễ đến đây hết. Cho bên đàn trai đó phụ để làm tổ chức cái ngày đám đó. Chắc mời chị là chắc chị Diệu Phụ là bận nhiêu. Rồi với bằng tôi thì tôi phụ đám chị 4 triệu, còn 10 triệu, tổng cộng là 24 triệu, cho anh dâu là 10 triệu, còn lại 14 triệu là phụ là 34 hả? 24. 24 triệu hả tổng cộng? Anh nào say, chỉ mong tôi dường như tan biến đêm nay. Lấy đi sao? Khi bên anh lòng em chỉ xuyên sao? Chỉ còn lẽ sâu yêu em đã trao. Nắm đôi tay mình đi đến cuối con đường này. Na na na, nhớ những lúc ta bên nhau hơi em còn nơi đây. Na na, trong lòng anh chỉ có mỗi riêng. Thank you.
xem đám cô ba đầu xóm, nhìn buồn cười trẻ con chen nhau chạy trước sau xem chú rể xài thành. Ông bà sao có phước con gái ngoan, vui ngày xuân có được con rể hiền. Trên đường quê mình miệt vườn đám cưới cô ba, trên con đường xa xe được dâu đưa nhau về thành phố. Bao ngày mong đợi đằng nhà trai ba má cũng đều mong, cưới vợ con cưng phải cô ba làm dâu mới hài lòng. Ta chúc gì cho đôi uyên ương duyên mãi dài lâu sống bên nhau trọn đời, mong tin mừng sinh nếp tẻ đông vui, muôn mùa xuân hạnh phúc đến mọi nhà. Sẽ duyên cho đôi vợ chồng trọn đời bên nhau, cau trầu quả cưới đơn sơ thiêng liêng duyên tình muôn vàn thủy chung. Ngày vui hai họ gần xa chúc cho hạnh phúc vợ chồng đẹp đôi, chúc nhau nặng nghĩa phu thê, chúc nhau nồng ấm yêu. Ngày thành hôn có một người yêu mãi một người, mừng ngày thành hôn có nụ cười
sẻ nụ cười. Mừng ngày thành hôn, có một người yêu mãi một người. Mừng ngày thành hôn, có nụ cười chia sẻ nụ cười. Ông tơ bà nguyệt sẽ duyên cho đôi vợ chồng trọn đời bên nhau. Câu chầu hòa cưới đơn sơ, thiêng liêng duyên tình muôn vàn thủy chung. Ngày vui hai họ gần xa, chúng cho hạnh phúc vợ chồng đẹp đôi. Chúng nhau nặng nghĩa phu thê, chúng nhau nồng ấm yêu thương. Mừng ngày thành hôn, một người yêu mãi một người. Mừng ngày thành hôn, có nụ cười chia sẻ nụ cười. Mừng ngày thành hôn, có một người yêu mãi một người. Mừng ngày thành hôn, có nụ cười chia sẻ. Thành